Xin chào các bạn, trong video clip này thì đồ chơi di động sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm, đó chính là một cái món đồ chơi dùng trên xe ô tô. Đây là cái đế dùng để giữ điện thoại cũng như là máy tính bảng, đến từ thương hiệu Roda. Bây giờ mình sẽ mở cái sản phẩm ra để các bạn xem cho rõ hơn. Cái đế này được làm bằng cao su nha các bạn. Ở trên này thì người ta thiết kế được hai cái phần giữ điện thoại ở trên đây. Và mặt sau nó được thiết kế bằng cái dạng ma sát cao, tức là chống trượt. Khi chúng ta đặt trên cái bề mặt da tắp lô như thế này thì các bạn thấy là nó không có bị chạy. Thì cái da trên xe hơi của chúng ta thì nó cũng tương tự như cái tấm da mà mình đang ở trong clip này. Và sau đó thì chúng ta sẽ đặt cái điện thoại lên và chúng ta sẽ tận hưởng những cái nội dung thú vị trên điện thoại trong những chuyến đi. Chúng ta có thể dùng để xem đường, xem bản đồ, hoặc là chúng ta có thể giải trí trong lúc mà chúng ta đang chờ đợi dừng xe chẳng hạn. Đấy, rất là tiện dụng. Và chúng ta có thể kẹp được cả máy tính bảng to to nữa, rất là chắc chắn và an toàn. Sản phẩm rất là nhỏ gọn và tiện lợi, vừa thiết kế những cái màu rất là nổi bật. Các bạn có thể đặt mua cái sản phẩm này tại đồ chơi di động.com, hoặc là chúng ta có thể đặt mua trực tuyến trên website. Đồ chơi di động.com cũng có cái hình thức giao hàng và thu tiền tận nơi trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.